Ngày nay, Internet đã trở thành những người trợ thủ đắc lực cho tất cả mọi người, mọi nhà. Từ công việc đến vui chơi, từ nghiên cứu đến học tập, từ tài chính đến thời tiết. Nhưng không phải ai cũng là những trợ thủ tốt bụng. Có khi là những trang web đen, có khi là những kẻ trộm, có khi là những kẻ do thám, ăn cắp thông tin. Nhưng có F-Sếp thì mọi chuyện lại khác. F-Sếp không khoan nhượng với những trang web nội dung xấu. F-Sếp không khoan nhượng với những kẻ trộm cắp thông tin. Làm việc bền bỉ, âm thầm bảo vệ gia đình 24/7. Lương tháng chỉ bằng đúng một gói xôi không ruốc. F-Sếp bảo vệ gia đình bạn trên không gian mạng.